Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái máy chuyên in tem nhiệt của bên mình nha. Thì cái máy này các bạn chuyên về in mã vạch nè, barcode nè, in ghi chú nè, in tên sản phẩm nè, rồi in những cái tem dán lên ghi chú trên điện thoại, rồi in những cái tem nhỏ ghi chú dán lên những cái hũ rồi các bạn. Thì đây là một cái máy in nhiệt nha các bạn, in không có cần mực, các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi. Thì ở đây là cũng cái máy in là tên B1 bên mình nha. Thì khi mà các bạn mua máy về á thì máy nó có seal như thế này ha. Đó, máy có seal như thế này. Thì giấy in á thì cũng là giấy in tem, có rất là nhiều khổ giấy nha các bạn. Hiện tại trên tay mình cầm á là cái khổ giấy 50x30. Có khổ giấy 40x60, rồi có khổ giấy tròn để các bạn in những cái logo nha các bạn. Hoặc là cái khổ giấy tem trong á các bạn. Đó, để các bạn in rất là đẹp luôn nha, tem trong in rất là đẹp. Đó, thì những bạn nào muốn mua máy này á, các bạn xuống dưới phần mô tả, click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Thì đồng thời hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng để in cái tem trên cái máy in B1 này luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ khui siêu ra và mình hướng dẫn các bạn cài đặt app và sử dụng nha. Đây các bạn, thì ở đằng sau có cái tất cả các thông số của cái máy in này luôn nha. Nimbus này nha các bạn. Đây tem nè. Tem này là một cuộn này là 230 tờ nha các bạn, hơn á nha các bạn. Mình nói vậy là 230 tờ chứ thật ra nó là hơn 230 tờ đó. Ok, bây giờ mình sẽ khui siêu ra và mình in test cho các bạn xem luôn nha. Xem ở bên trong nó có cái gì nha. Đây các bạn ha. Thì bên trong máy á các bạn, nó có một cái cáp sạc nè. Cáp sạc cho các bạn ha. Cáp sạc này cổng tai si nha các bạn. Rồi, mình mở máy ra nè. Thì các bạn mua máy này sẽ không có kèm theo giấy nha các bạn. Giấy thì các bạn mua riêng nha. Thì ở trong cái đường link mình có để là combo á. Các bạn lưu ý là combo có máy in không hoặc là máy in cộng giấy nha. Các bạn gạt cái nút ở bên đây nè, để các bạn mở giấy lên nha. Mở cái khay đựng giấy nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy cái cuộn giấy này mình in thử cho các bạn xem nha. Rồi giấy thì các bạn bỏ cái mặt giấy theo hướng về bên mình nha. Các bạn bỏ ngược đó là in nó sẽ không ra mực nha. Thì cái máy này là nó sẽ tự động canh chỉnh giấy cho các bạn luôn, đỡ tiết kiệm được giấy in nha các bạn. Thì các bạn vào trong cái App Store hoặc là CH Play á các bạn. Các bạn tìm cái từ khóa là Nimbus. Đây các bạn, từ khóa là Nimbus nè. Các bạn cài đặt cái app này vào để các bạn in cho cái máy in này nha. Cái app này thì miễn phí nha các bạn. Các bạn mở lên thì ở đây mình đã cài đặt rồi, mình mở lên, những bạn nào chưa cài đặt đó thì các bạn bấm cài đặt nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở Bluetooth lên nè, máy này sẽ kết nối Bluetooth để in nha. Rồi, bây giờ mình bấm cái nút nguồn ở chỗ này nè để mở máy lên. Đó, khi mà các bạn mở máy lên á thì máy nó sẽ tự động canh giấy và rút giấy lại để phù hợp nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth nè, các bạn bấm vào chỗ này nè. Connect nè các bạn. Rồi, kết nối nè. Cái app nó sẽ tự động nhận biết cái khổ giấy mình bỏ vào luôn nha các bạn. Đây nè các bạn, các bạn thấy không, khổ giấy 50x30 230 tem nè. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái template nè. Nó có rất là nhiều cái mẫu cho các bạn nè. Đó, các bạn tải về và các bạn in nha. Nó có rất là nhiều mẫu. Các bạn thấy cái mẫu nào đẹp á thì các bạn tải về các bạn in. Đó, mình in thử cái này cho các bạn xem nha. Thì những cái chữ này thì các bạn tự động các bạn sửa lại nha các bạn, phù hợp với cái mình của mình nha. Rồi ở đây thì mình chỉ in thử cho các bạn xem thôi nha. Có một số cái loại tem á các bạn, nó bắt bạn mua bạn mới xài được nha. Mình sử dụng tem miễn phí thôi các bạn.
Nè các bạn, như cái tem này thì là tem miễn phí nè. Đây nè các bạn, in nó ra như thế này ha. Để mình kiếm cái tem khác mình thử cho các bạn xem nha. Có rất là nhiều tem, có một số tem đó thì nó sẽ tính phí. Nên các bạn lựa chọn những cái tem nào mà miễn phí thì các bạn in nha. Này là chỉ là những cái mẫu thôi nha các bạn. Cái mẫu tem thôi. Các bạn lấy về các bạn chỉnh sửa lại cái nội dung ở trong đó. Đây các bạn ha. Đây những cái mẫu nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua mình tạo cái tem thử nha. Rồi ở trong phần này là các bạn, nó có cái new nè, các bạn bấm vào đây ha. Các bạn tạo cái tem tùy ý của các bạn như là các bạn bấm tên sản phẩm nè, rồi cái hạn sử dụng sản phẩm nè, tên sản phẩm, hạn sử dụng sản phẩm, rồi hướng dẫn sản phẩm. Đó các bạn có thể chỉnh sửa trong đây ha. Ở đây các bạn có thể chỉnh phông chữ nè, tùy thích mình ha. Rồi các bạn chỉnh sửa đồ lại. Ở đây á, các bạn có thể lưu lại cái những cái mẫu này của bạn tạo nha. Các bạn thiết kế thì các bạn có thể chỉnh sửa lại nha các bạn. Rồi có thể chỉnh sửa cái phông chữ nè, cái chỉnh có thể chỉnh sửa cái khổ chữ nè. Rồi các bạn có thể kéo cái phông chữ cho nó bự lên nè. Đó rồi ok, bây giờ mình nên thử cho các bạn xem ha. Các bạn có thể tùy chỉnh ở đây nha các bạn, có thể các bạn gắn barcode rồi vô tùy các bạn nha. Đây các bạn ha, đó nên khá nét nha các bạn. Rồi những bạn nào mà muốn lưu lại thì các bạn bấm save ở đây nè, nó sẽ lưu lại nha. Các bạn đăng nhập với vào cái tài khoản thì các bạn mới lưu được nha các bạn. Rồi đây mình sẽ không lưu, mình làm demo thôi, mình không lưu cho các bạn nha. Ở đây ví dụ mình sẽ tạo một cái tên sản phẩm với cái mẫu vạch, cái giá sản phẩm nha. Tem sản phẩm thì các bạn dán lên cái mạc á. Rồi mình tạo một cái barcode tùy ý nha. Rồi cái giá mình sẽ tạo ở dưới. Rồi bây giờ mình nên thử nha các bạn. Đây các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái phần mềm để mình quét thử cái mã vạch mình vừa in ra cho các bạn xem nha. Đó các bạn thấy không, 1 2 3 4 5 6 nè. Đó đó rất là nhạy nha các bạn. Thì trên cái app này các bạn, các bạn có thể in được rất là nhiều thứ, chỉnh sửa rất là nhiều thứ. Có thể scan một cái gì đó xong rồi các bạn in ra, các bạn in ra được luôn nha. Các bạn scan xong các bạn in ra được luôn nha. Ở đây cái app này rất là nhiều chức năng nha các bạn. Thì có loại giấy in logo nữa nha các bạn. Các bạn có thể mua giấy ở trong cái phần link link sản phẩm của mình nha. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.